Việt Nam đứng đầu nhiều hạng mục tại Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Award, trong đó thì phải kể đến hai hạng mục là Điểm đến hàng đầu châu Á 2021 và Điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á. Ngoài ra thì một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam và các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực lữ hành lưu trú, vui chơi giải trí, hàng không cũng đón nhận các giải thưởng danh giá của châu Á như Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình, thành phố cổ Hội An, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, hãng hàng không quốc tế Vietnam Airlines. Việc giành giải thưởng World Travel Awards, giải thưởng được coi là Oscar trong ngành du lịch năm nay, quan trọng hơn bao giờ hết đối với Việt Nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu mở cửa trở lại sau một thời gian dài bị ngưng trệ bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.